Truyện tranh 10 anh em rùa, thập quy hào kiệt, tập 2, khôi phục ngai vàng. Có một cái chén ai úp giữa đồng, chén to lắm. Bảy đại bàng xác minh nguồn tin, hừ, chuyện gì cũng bảy. Ai nấy cũng nằm y ra đó, chỉ có mỗi bảy này là cực, biết bay thiệt thòi quá. Ô, nguồn tin không chính xác. Báo cáo, không phải cái chén là cái tô. Tô chán đều một thứ, đi xem. Chắc cái tô có thức ăn, bảo đảm là thịt rùa. Ăn rùa xui lắm. Ô, một cái tô siêu lớn, giống chú Út nằm úp quá ha ha. Hừ, chọc nữa. Không tìm thấy thịt rùa, thịt ba ba. Anh biết rồi, đây không phải là cái tô. Chắc chắn nó là một cái gì đó anh chưa rõ. À, nói hay có thưởng. Cứ nhìn cả đống đinh ốc thì biết nó là một cái gì đó kinh khủng lắm. Ngộ quá. Tích tách. Úi cha mẹ ơi. Hi hi, ai biểu tò mò, tái máy. Vào thử xem. Ê, coi chừng. Cột. Các anh ơi, vào đây, ngộ lắm. Quá chừng máy móc. Lại tái máy. A ha. Một cái giường. Đã quá. Tích. Cứu em. Ói ói. Chơi kỳ. Tích. Rác. Phì. Cái bẫy không phải cái giường. Có ai ở tô không? Không có ai cả. Thôi lui ra đi. Cái nút xanh xanh đỏ đỏ thấy ghét quá. Bóp. Ói ói. Vù vù. Làm cho nó ngừng lại đi. Vù vù. Không biết làm. Chóng mặt quá anh nhắc ơi. Vù vù. Nhắn đại cái này. Tóc. Qua nó bay. Phì. Cho nó đáp xuống. Giỏi thì làm đi. Cái này, cái này. Tích, tích. Thôi đi chú bà. Càng nhắn nó càng bay dữ. Vậy thì kệ nó. Muốn bay đi đâu thì tùy nó. Điểm danh đi ngủ. Khò khò rọt rọt. Rầm. Đụng xe. Không phải, sụp ổ gà. Ồn quá, để em ngủ. Rầm. Mất lịch sự, phải giấc ngủ của. Rầm. Có nhiều cái tô khác đang bay quanh ta. Chúng bắn ta. Tô mà có súng hả? Kỳ thật. Mấy cái tô ấy bắn dữ quá. Tìm nút cho nó bay đi chỗ khác. Nhắn, tha hồ nhắn. Píp píp bóp bóp. Mười cậu, 100 ngón tay, tái máy không chừa nút nào. Kết quả. Qua, nó đáp. Hừ, cái tổ phải gió. Lúc bảo dừng thì bay, lúc bảo bay thì dừng. Lại dừng trước đám xe tăng kia nữa mới chết chứ. Kệ, số phận như thế, chịu thôi. Công chúa mini, đầu hàng đi. Nếu không chúng tôi bắn tan chiếc đĩa bay. Qua, wow, em biết rồi. Cái mình đang ở là cái đĩa bay. Giỏi dữ, đợi người ta nói rồi mới biết. Yêu cầu công chúa ra khỏi đĩa bay. Trong này không có công chúa. Có hoàng tử không hà. Rầm. Người đầu hùng dữ thế. Cờ trắng, công chúa đào hàng rồi. Tách. Hả? Rùa con một đàn. Công chúa mini đâu? Cô ta sai các người đến đánh bọn ta phải không? Có biết công chúa nào đâu mà hỏi. Vậy sao các người có đĩa bay? Thấy không có ai trong đó, chúng tôi tò mò, tái máy chút chơi. Ai ngờ nó bay. Sao? Bắt chúng. Tự vệ. Quýnh nhau túi bụi. Da. Bắn đi. Súng đâu mà bắn. Thằng nhóc kia tu hết rồi. Ha ha, đánh nhau bằng tay chân đỡ nguy hiểm hơn. Rút lui. Đang đánh mà bỏ chạy, có âm mưu. Âm mưu kìa. Rẹt, rẹt. Ái, nhột, nhột. Ý, tê tê, chơi kỳ ha. Anh nhắc ơi, em bị bại liệt toàn thân rồi. Chứ anh có hơn gì đâu. Ê, ê, khiêng tôi đi đâu?
nấu cháo rùa. Bụp, đồ kém văn hóa. Có phải các cháu đã gặp con bé Mini? Ô, chào cụ ạ. Chúng cháu có biết Mini nào đâu ạ? Sao các cháu đi đĩa bài của nó? Tại tái máy đó cụ ạ. Chuyện là thế này ạ. Thì ra là thế. Vậy là con bé Mini mất tích rồi. Cụ ơi, nín đi ạ. Cụ khóc, cháu khóc theo đấy ạ. Cụ là ai? Sao lại bị bắt? Chắc cụ tái máy vào cái gì nên bay vào đây như chúng cháu. Ta là Mini Cha, vua xứ Mini quốc này. Ta bị lão tể tướng Libo cướp ngôi. Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ gì nữa? Hạ bệ thì có. Vậy tiếng kêu cứu mà chính tại tiền nghe là của ngài. Ta kêu cứu muốn đứt cái cổ họng, chả ai nghe. Thảo nào họ tưởng chúng con là người của công chúa nên đánh giữ. Ngài yên tâm, chúng cháu sẽ lấy lại ngai vàng cho ngài. Con nhà ai xạo quá. Chứng tỏ cho đức vua thấy mình không xạo. Án, án. Hay quá hen, bài ta làm với. Mở trói. Sao không mở cho em? Chú tái máy quá không cởi đâu, hi hi. Hồi nãy thấy 10 chú, sao giờ còn có 9? Cháu đây ạ. Qua, ma. Nhất điện nhân phá cửa đây. Rầm, kinh thế. Báo động. Tịch thu vũ khí rồi hãy đánh. Ha ha. Ha ha, bởi chúng đều mặc giáp sắt một đống. Đứng dậy. Á, à, tiếng thét của chú làm chúng xỉu cả rồi, hay lắm. Mời bệ hạ ra ngoài. Ơ, vua cũng xỉu rồi. Khiêng đức vua. An toàn rồi. Trẫm đói. Hai tàng hình vào dò la tin tức, tìm thức ăn. Bập. Các cháu là người hay tiên hay ma? Ba trong một, tâu bệ hạ. Tập hợp. Mỗi đứa gắn cái máy chống âm thanh này vào tai, không sợ tiếng thét của rùa nữa. Dùng tàu nhỏ truy tìm chúng. Dùng vệ tinh định vị. Chúng ở trên núi. Tấn công không mặc cả. Ầm. Đưa nhà vua vào hang, mau. Chiếu chiếu, ui. Chát. Tưởng ta không có súng hả? Nguy to, điền của anh không hạ được nó. Vậy em bắt nó xuống. Hít. Ê ê, nó hít em. Nó lớn quá, năm từ trường không kéo nó xuống nổi, bị kéo ngược lại. Cứu bồ. Có 7 đại bàng cứu đây. Có 3 dẻo dai tiếp sức đây. Cú vía. Chóc chóc. Nó bắn dữ quá, làm sao đây? Dùng mưu, tất cả chui vào mai. Bập bập. Không còn bắn trả, đáp xuống. Ha ha, đám rùa thành rùa rồi. Lấy một cái về chơi. Bùm. Ten. Xung phong. Hỗn chiến, hỗn loạn. Bóp. Xáo sắm, đuổi chúng đi. Qua. Sao chẳng chịu xỉu. Qua. Hi hi, em tai ghê. Qua. Sao bà tiếng thét. Nó hết hơi rồi. Đầu hàng đi. Đầu hàng đây. Ê ê. Đầu hàng đi. Kỳ vậy, mới thắng đã thua. Trói lại. Lên đĩa bay. Ơ ơ, không lên. Sợ nó quay vòng vòng, chóng mặt. Lên. Ói, ói. Là dữ vậy út. Êu ôi, ông kia trông ghê quá. Mắt không nháy, chắc ổng bị mù. Này nhé, nút này tiến, nút này lui. Còn nút nào bỏ chạy. Tinh thần chú bại, chưa đánh đã thua. Báo động, bọn nhóc sắp tấn công, mang máy chống âm thanh vào. Tiêu diệt chúng. Pip. Lệ tuân. Nó nói ngược. Bấm lại. Pip. Tuân lệnh. Khởi động. Ái. Chết. Đứa nào la vậy? Kệ. Cho nó ra đánh đám nhóc kia cái đã. Rầm. Chết. Bị nhốt rồi. Qua. Qua. Ráng la để được phim học đi nhóc.
chúng có máy chấm âm thanh. Bán. Cho Út bắn chút đi. Tùm tùm. Bẻ dĩa rồi, nhảy ra mau. Em nhỏ nhắc, ưu tiên ra trước. Ầm. Một đống rùa bắt chúng. Xem Út lũ ra tay đây. Qua. Ní, trò cả đám đó. Bón bảo tố ra miệng đây. Thổi bay cà phê mình đó. Chỉ còn cách múa vỏ thôi. Da, da. Chúng bỏ chạy, vậy là sắp có khẩu súng làm tê liệt. Chú Bảy đoạt súng. Cũng lại là Bảy không thoát. Ba dẻo dai trợ lực. Rò, rẹt. Hết nhúc nhích. Rẹt. Âm. Ai bắn vậy? Chả biết. Ông kè bắn đó. Rẹt, rẹt. Tạm thua, chạy. Ăn kẹo bi này. Cốp cốp, cách cách. Chín cậu, chín cục. Xuyệt, anh hai tàng hình kêu cứu. Anh hai đang bị nhốt trong phòng. Bảy đề bàn, cứu chú hai. Anh hai trong này phải không? Phải, phải. Chạy mau. Phép liên hợp. Véo. Tấn công. Không có chú Bảy, bay sao được. Không bay được thì bò, tiếng. Ha ha, đúng là bò chậm như rùa. Râm. In. Phép không thành, giải tán. Hi hi, chơi trò này vui ghê. Cốp. Lấy được rồi. Giờ này mà anh còn chơi xếp gạch hả? Không có nút, xem đây. Nút này, quay lui. À, anh nhắc cứu em. Ủa, lịch sự vậy. Đang đánh sao bỏ đi, bộ sợ ta hả? Cho em mượn tí. Múa đi, múa đi. Ha ha, ông kẹ nhảy tango. Không phải ông kẹ đâu, người máy đó. Đưa máy cho trẫm. Bắt lão lì bồ cho ta. Lễ tuân. Hay quá ha. Ông kẹ đó có bán ngoài chợ không ạ? Cháu sẽ mua một cái. Xong trận ta tặng cháu, khỏi mua. Ông kẹ trở lại kia. Cáo báo, lì bồ lão mất trốn. Ăn nói gì ngược ngạo. Nó nói lão lì bồ trốn mất rồi. Bọn lính chuẩn bị. Không đánh có cờ trắng. Xin bệ hạ tha tội. Chúng con bị ép ạ. Tha, tha hết. Bệ hạ vạn tuế. Mở tiệc khoản đãi các tiểu anh hùng. Xin đừng có món thịt rùa. Ăn thịt rùa xui lắm. Ta không ăn đâu. Bộ họ rùa mình xui lắm hay sao mà ai cũng sợ. Họ sợ nhất là rùa trọc đấy. Hừ, chọc nữa. Chúc mừng. Bệ hạ, có thuốc tiêu không ạ? Sao thế? Dạ dày quá tải. Đưa đi xúc ruột. Hả? Eo ôi, cả đàn gà trong bụng. Thì nhẹ rồi, cảm ơn. Đang ăn mà bệ hạ khóc. Đức vua ăn trúng ức hiểm. Không phải, ta nhớ con gái mini của ta. Hai chú cố tìm xem công chúa ở đâu. Không thấy gì. Không nghe gì. Để em. Tội nghiệp chú Bảy. Ủa, sao quay lại? Còn nửa cây xúc xích em chưa ăn hết. Đây, có hộp đây, ráng lên nhé. Vút. Hết xúc xích, hừ. Chờ đợi. Trong bếp có mùi gì thơm quá. Alo, đầu bếp Banh phải không? Dạ, Banh đây, thưa tể tướng. Không lẽ là tể tướng Libo? Lại gần nghe cho rõ. Thi hành kế hoạch 2. Kế hoạch gì ạ? Em quên rồi. Đồ con bò, bỏ thuốc độc vào thức ăn của lão mini cha. Nhớ rồi ạ. Xong việc ta thưởng. Cha, âm mưu độc ác. Anh nhắc, em vừa nghe lén một cuộc điện đàm. Đầu bếp Banh sẽ đầu độc vua. Hừ, ta sẽ tương kế tiểu kế. Mời bệ hạ dùng bữa. Mời các tiểu anh hùng. Mời. Ui cha, đau bụng. Trúng thuốc độc rồi. Ha ha. Cha mẹ ơi, đau quá. Alo, thưa thể tướng, họ trúng độc xỉn cả rồi. Tốt, ta về ngay đây. Lão ấy đã về đúng kế hoạch.
đủ 10 con rùa chứ. Một con vắng mặt không có lý do ạ. Đem não cháu hết cho ta. 9 con 9 món. Binh, vút, bắt láo. Chết rồi mà. Vậy là chưa chết. Ngài mua phải thuốc độc giả rồi. Không giả đâu. Không giả sao không chết. Có vào bụng đâu mà chết. Trời, mỗi đứa có một túi bao ni lông trong miệng. Bệ hạ, bắt được lão tể tướng rồi. Bệ hạ chết rồi sao? Bệ hạ, bệ hạ. Lão, trẫm đang ngủ, ai dám phá? Xin lỗi, giả vờ ngủ, trẫm lại ngủ thật. Hê hê, lâu quá gặp hoài. Trẫm đã mua sẵn nhà mới cho ông. Bệ hạ không phạt thần? Không. Đưa tể tướng tới nhà mới. Mừng quá, tưởng chết rồi. Hả? Nhà mới đây hả? Vâng, mới xài hồi sáng. Chặt quá, đổi nhà khác đi. Con gái ta đâu? Không biết. Con gái ta đâu? Biết biết, để tôi chỉ. Nó đâu? Trời núi lóc cóc. Núi gì nghe như hủ tiếu gõ. Đi cứu công chúa. Xin bệ hạ cho một tài xế. Mấy ông anh cháu lái đĩa bay ớn quá. Lái đĩa bay gọi là phi công, ai lại gọi là tài xế? Thì gì cũng được, miễn sao khỏi quay vòng vòng. Núi lóc cóc. Tưởng hay lắm, vào đây cứu ta, rồi cũng ngồi thù lù ra đấy. Con gái lắm mồm, nói mãi. Con trai lắm miệng, ta nói một tiếng, ngươi cãi 10 tiếng. Nín, nhức đầu quá. Tể tướng về kia. Kính chào tể tướng. Tách. Hả? Bắn. Phòng thủ. Chúng bắn dữ quá, không thòi đầu ra được. Phù. Ào, ào. Đầu hàng. Hả? Sao hai ông kia không bay? Chẳng biết nữa. Ha ha, biết rồi. Sợ chúng tôi bỏ trốn, tể tướng bắt mỗi đứa đeo một cục. Thảo nào anh bốn bảo tố thổi chỉ bay áo quần. Vào cứu công chúa. Nói nhiều này, lắm mồm này. Phộp phộp. Xin can, xin can. Đi cứu ta mà cứ cãi lộn với ta mãi. Bị trói mỏi muốn chết mà cứ bếp xếp mãi. Thôi đi, mời công chúa về. Không cho lên tàu, đứng đó. Đi bộ gãi chân luôn, dám cãi lộn với ta. He he, bay ngoài này mát hơn. Hả? Hay quá ha. Cha, con, hu hu, lèo lèo khóc nhè. Tức cái ông này ghê, ghẹo ta mãi. Mở tiệc khao quân. Lại ăn tiệc, chả dám ăn đâu. Mèo che mỡ hả? Chuyện lạ đấy. Ăn xong rồi sốt ruột cũng như không. Xuyệt, có tiền đóng hỏi đây. Một chiếc tàu đang kêu cứu ngồi Thái Bình Dương. Chú Tám mắt thần kiểm tra nguồn tin. Đâu, đâu, thấy rồi. Hai chiếc tàu bồm, một của cướp biển, một là tàu buôn. Có nhìn lộn không đó, thời này làm gì còn tàu bồm. Thật mà, không tin thì nhìn đi. Thấy gì đâu mà nhìn. Ha. Tàu gì cũng được, miễn họ bị nạn thì mình cứu. Xin phép bệ hạ chúng cháu đi ngay. Không ăn tiệc hả? Cứu chiếc tàu xong sẽ về ăn ạ. Mời các bạn theo anh em tớ đến tập sau để gặp bọn cướp biển nhé.